Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minkopy của mình nha. Mấy hôm nay mình hơi bị bận với lại bệnh á, nên mình cũng không có ra video được cho các bạn. Cá thì cũng hết rồi. Cá mình nuôi giờ dạng nuôi đam mê à, để bán buôn thì cũng được. Thì cái vấn đề muôn thuở là nuôi cá ra, anh em nuôi cá để bán hay là nuôi cá là gì thì anh em mình trao đổi với nhau nha các bạn. Lâu rồi cũng chưa trao đổi gì với anh em, tâm sự với anh em. Thì cái vấn đề muôn thuở là anh em nuôi cá à, thứ nhất là đam mê, thứ hai là bán, đúng không? Thì mình trước cũng vậy đó, mình thứ nhất là mình cũng đam mê và thứ hai là mình bán. Nhưng mà bữa nay cái thứ hai nó bị không được nữa rồi, nên giờ là chỉ còn là cái thứ nhất thôi anh em, nuôi đam mê thôi. Đó. Nuôi đam mê thì nó rất là, hiện tại mình thiệt, tâm sự thiệt luôn á, là cái này là hơn nửa tháng rồi nhưng mà mình mới bán được có 700 ngàn à. Thì đủ một lon ngạc tinh niên thôi, rồi tiền thức ăn thức đồ à. Cả bữa nay bán rất là chậm nha. Mình thì mình có một kênh YouTube nữa đó, mà bán cũng chậm như vậy á. Thì anh em cứ nghĩ đi. Còn mà anh em mà có theo dõi á, mình cũng chỉ luôn là nếu mà anh em muốn bán cá được ở đây á, muốn bán cá được ở trong cái thị trường này á, là thứ nhất là anh em phải có con cá đẹp trước mắt, trước nhất là anh em phải có con cá đẹp trước nè. Đó, chưa con cá đẹp. Cái thứ hai là anh em phải có tiếng. Đó, có tiếng là sao? Có tiếng mà anh em muốn gây dựng cái tiếng của mình á thì cũng hơi khó nha. Trên YouTube á thì cũng có rất là nhiều kênh YouTube lập ra rồi, từ khi mà những người đi đầu như Nguyễn Phát hay là những người Vườn Một Ngư thì sau này thôi, nhiều ngư, Nguyễn Phát, Ba Cú Đất, đó là những người mà theo mình là đi đầu trong cái làm YouTube á. Thì vừa một ngư sau mình, nhưng mà mình bỏ một thời gian á, cái Vừa Một Ngư vượt mặt qua rồi mình nữa cũng lúc là cũng dạng như cũng người sau này, nhưng mà cũng là cũng trong đi đầu trong lúc mà làm YouTube á. Đó là xây dựng cái tiếng trên YouTube. Còn anh em mà muốn bán không có xây dựng được trên YouTube á, thì anh em sẽ phải xây dựng được cái tiếng ở trên trên Facebook nha anh em. Facebook, YouTube. Giờ mà Facebook á thì anh em phải thường xuyên vô những cái hội nhóm á. Anh em mà phải vô, trước mắt anh em thì mình nói là yếu tố đầu tiên là phải có cái đẹp đã nha. Thứ hai là anh em phải thường xuyên vô những mấy cái hội nhóm á, like, share, like những cái bài viết đẹp hay, rồi đăng thường xuyên đăng những cái bài viết hay về con cá của mình, đăng lên đó hội nhóm, rồi đăng lên Facebook trang cá nhân của mình, rồi kết bạn thường xuyên với những người mà nuôi cá giống mình đó. Mình cứ tương tác, mình đăng hoài lên, ngày nào mình đăng hết á. Mình nói được, ý là mình đang nói được, mình nói về được nhưng mà mình làm không được, tại do mình không ít khi đăng Facebook lắm. Thì có những người anh em á mà cứ đăng Facebook lại á, đăng Facebook miết á, thì giống như là cái hiệu ứng thôi. Người này thấy, người kia thấy, rồi sau này á người này cần con cá đó thì có thể là giới thiệu cho người kia, hoặc là người này có thể mua, thấy cá đẹp quá thì mua đó, anh em thấy không? Đó là cái cách bán hàng ở trên đây hiện tại. Bán hàng ở trên, còn một cách bán hàng truyền thống nữa thì bán tại nhà, bán tại tại địa phương đó. Nhưng mà hiện tại mình thấy cảm nhận đó là cái thị trường này nó đã đi xuống rồi, đi xuống rất là trầm trọng luôn anh em, đi xuống rất trầm trọng. Chỉ có những anh em mà xuất cá đi nước ngoài thôi, đi xuất cá đi nước ngoài mới bán, mới cầm cự nổi thôi anh em, mới cầm cự nổi. Còn đây là mình nuôi, giờ mình nuôi đam mê à, ai đâu có ai hỏi cá của mình đâu. Những con này hồi xưa là giống như siêu phẩm rồi các bạn, siêu phẩm. Nói mà giờ cũng là để nuôi làm kiển thôi. Abenro của mình nhiều, hiện tại là cũng có anh kia đặt cũng gần hết Abenro rồi mà không biết khi nào anh lấy đây. Mình cũng qua nuôi cái này để giải trí nữa các bạn, chứ mình không nuôi cái này chưa có bán nha, chưa có bán được luôn hết. Nuôi trước mắt là nuôi giải trí nè, thấy cũng ok, cũng đẹp. Mấy con Oranda với là mình nuôi từ nhỏ lên, Oranda với là Ranchu đó, mà thấy không? Ở sau đây một hồ nữa, sau đây một hồ nữa, hồ cá ở dưới hồ đây. Quên các bạn, mình cũng mới lấn sân qua, thấy anh em nuôi cá kiếm nuôi, nói chung là nó cũng đẹp, cũng đẹp. Và đây là vài cá con mà chắc mờ quá các bạn thấy á, tối rồi thấy cá con thấy nuôi cũng đẹp và bán giá cũng cao, thì mình cũng mong em
trước mắt là nuôi thấy đẹp trước đã, thứ hai á, là cũng không có phủ nhận là cái là nuôi để bán, không phủ nhận mình nuôi để bán luôn, mình nói là mình nuôi để bán thì mình nuôi để bán đó. Hay là kiếm sọt kỳ cao nha, kiếm sọt kỳ cao nè các bạn, nó mới đẻ cho mình một lứa rồi đó. Thì cái bọn này phải nuôi tới 4 tháng, 3 tới 4 tháng là mới bung bự lên được. Nhưng mà mình đang mới lấy một chồng chỉ về, mình mới lấy chồng chỉ về để mình thúc cho tụi nó, ưu tiên riêng cho tụi nó để mà tụi nó cho nhanh lớn đó. Đây mình nuôi được hai hồ, không biết camera nó hơi mờ các bạn ạ. Chồng chỉ thì mình mới lấy về đây hả, chồng chỉ mình lấy về 1 kg, mình chữ lên đây và mình chữ lên đây 1 kg nha, chữ ra chữ thưa thưa ra cho nó khỏe đó các bạn. Còn các bạn mình tiền thể mình thanh lý luôn cái bầy này, mình có một bầy cá đây, bầy si thu sọt ribong thôi, trước mắt là cái tên vậy thôi, si thu sọt ribong ab nha, là mắt đỏ nha các bạn. Đâu ta để mà ai mà muốn ai mà có nhu cầu quá thì cứ nhắn mình quay riêng clip cho coi. Đây là 4 cặp nha, 4 cặp mình để 500.000 hết. Mình nếu mà mình free ship GNT cho các bạn luôn. Đó, 4 cặp là được 4 con mái ribong, 3 con trống gen và mấy con trống ribong. Rồi có con mái gen nữa hay sao cũng không biết nữa. Đó, mình đang tính mình bỏ luôn cái dòng này. Hình như không có mái, toàn trống mà. Đó, tại trước mình cũng có nuôi có loại này nó đẻ ra. Để ra cũng nuôi mua mấy năm cục giống thì cũng 500-600 ngàn về là bán nguyên lại đây. Nó đẻ một tuần hoàng, nó đẻ nuôi có con quá trời, nuôi rồi nó chết còn lọc lại được gần đây con. Thì giờ bán lại vốn thôi. Thì thực là đam mê luôn. Đó, giờ mình bán lại 4 cặp này 500 ngàn nha các bạn. Các bạn nào có nhà ý mua thì mình inbox mình nha. Để mình coi được coi. Mình zoom lại cho các bạn xem kỹ. Nó hơi mờ các bạn, hơi mờ. Thôi. Thì anh em nào có biết cá này thì cứ nhắn tin cho mình. Đó, thứ nhất cái hồ thanh lý nè, cũng có mấy con rô đẹp lắm nè, đó con rô bộ giống rô đẹp lắm các bạn, nhưng mà thôi mình để mình chơi luôn, mình không có bán. AB rất rô các bạn. Coi đất e nữa, nói chung là tùm lum cá. Giờ mình cũng có công việc mới cũng có thể là có thu nhập ổn xíu, nên mình cũng chăm chú vào cái công việc các bạn. Giờ không có chăm chút con cá này nhiều được nữa, nên cũng không có ra video thường xuyên cho các bạn xem. Đây là tâm sự thật lòng nha các bạn, chứ không có chém gió chém giết gì hết nha, tâm sự thật lòng. Hồ này mới có con bầu nè, mình để cho đẻ đây nó ăn hết luôn rồi, làm biến nuôi luôn rồi đó. Hồ này cũng AB co sọt đúng không? Anh em nào muốn mua cái loại giống này á thì cứ nhắn tin cho mình để giá thấp cho, nhưng mà nói không nói tiện lên đây. Mấy con loại sai bự nè, sai này là về là ghép trống mái là đẻ luôn á, mới đẻ rồi, có một con mới đẻ rồi, nhưng mà mình để con trống mà mình để con trống nên nó không có đẻ được nhiều quá. Giờ về là ví dụ như coi 2, 4, 6, 7 con mái này, mọi 7 trống vô thì nó đập, nó đẻ tan cửa nát nhà các bạn luôn á. Đó, anh em nào mà cần hết hồ này thì mình cũng bán luôn nha, nhưng mà phải nhắn tin riêng nha. Còn mấy cái này mình nuôi chơi vậy thôi, nuôi AB coi sọt cái bầy con, bầy anh chị em của nó này đó, nuôi chơi luôn, nuôi đủ thức ăn rồi các bạn, chứ không có giàu, không có làm giàu được đâu nha, không có nuôi con nuôi đồ được đâu vì mấy cái con này đâu nha, thức ăn tiền điện nước là hết bà rồi. Rồi video cũng hết lời nói được rồi, thì anh em để lại cho mình một lượt like nha, lượt like để cho cái video này nó lên đề xuất. Rồi được thì comment anh em trao đổi với nhau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.